Ơi, hello anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Rồi, quay trở lại kênh Trần Ngọc Viễn đây. Hôm nay thì mình đi về Cần Thơ nha anh em nha, khám phá Cần Thơ. Thì hôm nay bây giờ là cũng tầm tối tối rồi anh em ơi. Đang đi trên xe. Đấy, đi trên xe và trên đường thì về Cần Thơ. We review cho anh em là Cần Thơ nó có những gì. Cái đường phố Cần Thơ rất là đẹp nha anh em nha. Rất là đẹp luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời, nhìn cái khung cảnh rất là lãng mạn luôn. Ở Cần Thơ thì mình nghe nói là cũng rất là nhiều em xinh đẹp. Thì tối nay thì tối nay mình review các bạn coi đây cái cuộc hành trình này đi ngang qua thành phố Cần Thơ. Có cái đèn chớp chớp rất là đẹp luôn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ở phía trước. Các bạn cũng có thể thấy nhìn thấy là ở phía trước đây. Nhìn cái đèn LED nó làm rất đẹp. Phải nói nó lung linh. Thành phố hoa. Đó, thành phố hoa đèn rất đẹp, các bạn có thể nhìn thấy là đi ngang đi. Đó, ở khu này đẹp quá ta. Thành phố Cần Thơ thì nhìn rất là xa hoa và tráng lệ nghe các bạn. Các bạn nào mà ở gần thành phố Cần Thơ thì nhớ alo mình để uống cà phê nha. Đây, làm cho anh em cái video vlog. Bữa nay đi xuống Cần Thơ nghe anh em nghe, xa xa là có khách sạn Ninh Kiều. Ê, nghe các bạn nghe Ninh Kiều là phái rồi không? Nhất là bạn nam nghe Tô Châu. Đây, Ninh Kiều đây, khách sạn Ninh Kiều đây. Đấy. Hotel Ninh Kiều. Thì nói với các bạn luôn à, ở trong đấy nó có quần quỳ gì. Trong đấy nói thẳng như là các bạn là gái ở miền Tây thì các bạn biết rồi, rất là tuyệt và rất là đẹp. Tí nữa thì mình nói xin lỗi các bạn nữ nghe, mình nói từ gái thì nó cũng hơi khiếm nhã ăn chút, ý là mình nói nó vui vui thôi, phải không các bạn? Thực ra thì chúng ta là cũng không khó nói lép. Bây giờ thì mình review cho các bạn coi luôn là đi Cần Thơ nha. Đấy, tí nữa là mình xuống cái chỗ Tô Châu, ở trong nghe nói là Tô Châu ở trong đây rất là nhiều em gái xinh. Có các dịch vụ rất là VIP luôn, nghe nói là có tem chung đây. Vô mình tem chung thử coi. Tí nữa tao với mày vô tem chung nha. Hai thằng tem chung chịu không? Vô Tô Châu là bút cái phòng VIP là hai thằng tem chung. Thử cảm giác là hai thằng tem chung nó như thế nào. Nghe nói là trong Tô Châu là đồ ăn nó đẹp đúng không anh Kia? Nghe nói lộn, đồ ăn nó ngon chứ. Dạ, nghe nói vậy đó. Vô Tô Châu là đồ ăn nó ngon. Tí nữa anh em mình đi vô cái chẳng nói chung cái gì cũng ngon hết trơn ơi. Anh ơi, chứ không phải là riêng cái đồ ăn đâu. Vậy hả? Ngon hết trơn á. Rồi thì tí nữa mình sẽ có một cái video là xâm nhập Tô Châu. Thì ở trong đấy nó bán những cái gì nha anh em, để mình review cho anh em coi nghe hấp dẫn luôn. Nghe nói háo hức trong người, tim nó cũng đập rộn ràng, bụng nó đang đói. Vô Tô Châu nghe nói đồ ăn nó cũng ngon. Đâu thì mình vô cái giò nó rung bê bê. Giờ cái giò nó rung cầm cập mày. Hai cậu đầu gấu nó đá vô bóp bóp bóp. Đây thành phố Cần Thơ của chúng ta là về đêm rất là thơ mộng, đúng là Cần Thơ luôn. Ở đây có cái cần nữa, chữ thơ nữa là mình làm thơ, vừa câu cá vừa làm thơ. Hồi xưa cái ông tổ của chúng ta vô đây là ông cầm cái cần vừa ông câu cá. Phê làm... cần. Ông làm cái gì? Phê cần. Ông phê cần. Cần. Xong rồi ông câu cá thì ông vừa câu cá ông làm thơ, chứ ông phê cần nó quýnh chết luôn á. Vừa câu cá vừa làm thơ. Người ta đặt là cần thơ. Trắng nước trong. Ai đi đến đó mà lòng không muốn về gì đó. Đúng rồi, Cần Thơ thì gạo. Bây giờ mình đẹp lại luôn. Ui, quý vô anh em nha. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đấy mà không muốn về. Bữa nay là xuống Cần Thơ nha anh em nha. Là trên đường là anh em chúng tôi là đi tới cái một cái gọi là cái đây là cái vương quốc. Cho các bạn tí nữa review cho các bạn coi. Tí nữa nó vô nó có cho quay phim không nha các bạn. Đi tới Tô Châu. Nghe nói hấp dẫn chưa? Đây. Tô là biết bự. Biết các bạn biết cái tô nó bự cà ba vậy nè. Tô Châu. Nghe nói là rất là hoành tráng, cũng như là ở trên mạng chúng ta Vincom. Đâu Vincom ở xa xa Vincom ha. Đâu. Đây thành phố Cần Thơ rất là đẹp. Chúng ta có thể nói là đây là gọi là cờ hoa luôn đây. Đèn led ở đây đùng sao xài tốn điện dữ trời, điện cũng đang tiết kiệm điện. Đây. Nhà kho bự chà bá luôn. Trời ơi, nhà kho Minh Tân này đứa nào mà rụng răng nổi xuống đây làm đi bài luôn á. Để tao vô tao review, rồi kiếm cái VIP là xuống đây là làm răng. Khỏi tốn tiền.
Bây giờ đang ngừng xanh, đèn xanh đèn đỏ đây, mình quay cho các bạn coi. Trời quơ cái điện nó sáng không? Sao mấy ông không tiết kiệm điện rồi? Điện mình thép tiền của dân, đúng là công nhận nó đẹp nhưng mà cũng phải nói là tốn tiền điện dữ quá. Điện ở đây không bật mà điện cầu Cần Thơ không bật. À, cầu điện Cần Thơ thiệt đẹp mà nó không chịu bật. Chúng ta nhìn thấy ở xa xa là không cũng công nhận là thiết kế những cái bảng điện này rất là đẹp, điện led rất là đẹp, xa xa rất là đẹp luôn. Hôm trước là chúng ta có Vincom xa xa kia. Vô đấy là vừa viện vừa ăn cơm nhé, cũng mì vậy đó. Vô đấy là cứ vô mà viện ăn cơm thôi. Tiền nó cao quá, ăn đứng xỉu. Ăn cũng xỉu luôn mà đứng rung cập phải quá là vô viện cơm. Đây trên đường chúng tôi tới Tô Châu thì nghe nói luôn các bạn là trong cái Tô Châu nó có dịch vụ tém chung rất là hấp dẫn luôn. Thì các bạn có bỏ tiền ra một ít tiền khoảng 500 ngàn hay 1 triệu gì đấy. Rồi mình mới 500 ngàn 1 triệu là mua cái ví giữ xi đâu nha. Đó, còn tiền thêm nữa vô đấy hấp dẫn lắm, nghe nói là có bo biết rồi nữa, không biết sao tém chung là mình cũng chưa hiểu cái tém sao tém chung, gọi là tém chung. Vô nó đứng ra một danh sách rất là nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng vậy đó. Rồi nói chung là áo với quần này nó cũng dính nhau, nó cũng không gọi là áo với quần, nhiều khi nó cũng nhạy cảm lắm anh em ơi. Nó nhỏ nhỏ rồi để mấy đứa trên mạng nó biết, đúng không? Đó, tí nữa là vô mình review cho anh em coi. Rất là đẹp luôn Cần Thơ. Tô Châu á, nghe nói luôn anh bạn đồng nghiệp đi của chúng tôi đã nói luôn là Tô Châu ở trong đây nó bán cơm rất là ngon. Nó bán tô này nè. Đấy, trong đấy trong cái tô ấy nó bỏ châu trong đấy hay sao đấy, gọi là Tô Châu. Dạ nghe anh em nghe. Tí nữa là mình vô cái chỗ đấy mình sẽ quay review cho anh em coi. Ở xa xa đây, phía xa chúng ta sẽ nhìn thấy rồi đấy. Chỗ đây đây, Chô Trà đẹp mê mắt mà. Cần Thơ là phải dậy xuống đây là phải vô Tô Châu bên Ninh Kiều rồi đấy không? Mình xuống viện cơm. Vô viện cơm đây, bà La Gia rồi đây. Chô Trà xuống mà giá đồ tí nữa mà bao thiệt tí nữa mà tao mang cái đầu giúp tụi em sáng đi vườn bưởi á, vườn đu đủ á. Tí nữa vô mang giúp tụi em cái tí nữa mình vô mình review cho bạn coi. Giá vờ là mình chủ tịch là giá vờ mình ở quê mình lên mình đi chơi gái rồi chơi nhớ thầu quá. Không phải chơi gái, nói mấy đứa gái trên mạng nó khó nick mình giả vờ thâu, hiểu không các bạn không? Giả vờ thâu nghe. Thì đây là trên hành trình thì chúng ta còn phải còn nửa tiếng nữa. Đây, mình up cho anh em coi cho nó đỡ ném. Xuống cầu bên tay phải tới nha. Xuống cầu đây các bạn, trời quên nhìn thấy không? Cần Thơ đêm một Cần Thơ đêm rất đẹp. Mà nói nó đẹp mê mắt. Nó cũng đông như ở Sài Gòn hiên. Đông chứ Cần Thơ dân ở đây cũng tập trung đông chứ đâu giỡn đâu. Nhưng mà cũng không bằng Sài Gòn. Thế là nó chật chội. Cũng không bằng Sài Gòn. Này được góc quận 12 chỗ mà công ty mình. Chủ tịch thì lâu lâu mà đi Cần Thơ mình phải không biết cái gì mà mình hỏi vậy. Tí nữa tao mang đồ giúp tụi em vô để thử cái mấy đứa con gái nó có tiếp không. Giá đồ vừa giá vừa nghèo giá bà khổ. Tô Châu tao phải nha. Tô Châu đâu? Đâu chuồng Tô Châu chờ quá cái tô với cái đâu ông nậu cái ngã ba trước á. Chúng ta gần tới Tô Châu rồi đây kia. Gần tới rồi nha anh em nha, vô là mình vô mình trả giá thí xác ông nậu đó chứ sợ vậy vậy đó chứ. Tô Châu đối diện đó nha, đối diện nha các bạn nha. Đó Tô Châu đâu đó, chữ Tô Châu đây, massage đây. Trời ơi sao nó để massage trong đấy, nó làm cái gì trời. Thấy cổng là thấy sợ rồi. Thấy cổng nào anh em không? Rau tí nữa học đi luôn đi. Nghỉ đi massage ướm quá. Vô đây nó làm mệt lép. Thôi nghe anh em tí nữa mình đi nhậu xe tí nữa quay lại.